Tôi khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, việc di chuyển bằng máy bay trong mùa dịch COVID-19 đã làm cho nhiều người rất e ngại về nguy cơ lây nhiễm bệnh. Hãy ghi nhớ những điều sau đây để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển bằng phương tiện hàng không trong mùa dịch. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe đời sống Bộ Y tế. Tránh bay đến những vùng tâm dịch. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng phương tiện hàng không tới các vùng tâm dịch trong giai đoạn này. Trường hợp bay nội địa có phải cách ly không sẽ phụ thuộc vào quy định của từng tỉnh thành. Để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh, chúng ta nên nâng cao ý thức cộng đồng và tuân thủ những chỉ đạo của cơ quan chức năng. Chuẩn bị hành lý khi đi máy bay mùa dịch. Trường hợp buộc phải di chuyển bằng đường hàng không trong giai đoạn dịch, bạn nên mang hành lý gọn nhẹ, tốt nhất là xách tay để đảm bảo không có ai tiếp xúc đến hành lý của mình. Một số đồ dùng bất ly thân trong thời gian này chính là khẩu trang, nước rửa tay khô, xịt sát khuẩn, bình đựng nước cá nhân, kính mắt, khăn giấy, khô hoặc ướt đều được. Ngoài ra, nếu có hành lý gửi, khi nhận, các bạn nên tự khử trùng bên ngoài vali của mình bằng một số dung dịch dạng xịt. Nếu bạn muốn nghỉ ngơi mà vẫn đảm bảo an toàn, bạn có thể tự mang theo chăn gối của mình, không nên sử dụng chăn gối trên máy bay. Việc chạm sát cũng như không biết hành khách trước đó từng sử dụng như thế nào là hết sức nguy hiểm. Sau khi dùng xong, hãy để riêng và giặt sạch thật kỹ. Thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách. Không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện rửa xà phòng với nước trong thời gian tối thiểu là 20 giây. Vì vậy, các bạn nên chuẩn bị một lọ nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn, xịt sát khuẩn để có thể mang theo bên mình và vệ sinh thường xuyên. Với một lượng vừa đủ xoa đều bàn tay, cổ tay cho đến các ngón tay và kẽ ngón tay. Nước rửa tay sẽ đạt hiệu quả khi bạn để thời gian chờ khô trong khoảng 30 giây. Bạn cần thay khẩu trang y tế ít nhất là 2 lần trong chuyến bay, từ lúc làm thủ tục cho đến lúc kết thúc chuyến bay. Một số điểm cần lưu ý khi đeo đó chính là sử dụng khẩu trang vừa vặn với khuôn mặt mình. Khi đeo, luôn bấm gọng sát phía sống mũi để khẩu trang được ôm sát mặt nhất có thể. Lúc tháo khẩu trang thì tay phải cầm vào dây đeo, tránh tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bên ngoài. Hạn chế tiếp xúc sử dụng dịch vụ tại sân bay. Hạn chế ăn uống và sử dụng các dịch vụ tại sân bay. Thay vào đó, bạn có thể ăn trước ở nhà, mang theo bình nước cá nhân để uống nếu cần. Tránh chạm vào những nơi có nhiều người tiếp xúc như tay vịn, nhà vệ sinh, thành ghế, thang máy. Trường hợp bắt buộc phải sử dụng nhà vệ sinh, hãy rửa lại tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, tránh sờ tay lên mặt và mắt để đảm bảo an toàn. Tránh tiếp xúc với người lạ tại sân bay. Ở sân bay, bạn nên hạn chế tiếp xúc với người lạ, đặc biệt với những người có biểu hiện sức khỏe không tốt như ho, hắt hơi, sốt. Cố gắng duy trì khoảng cách tối thiểu giữa an toàn cho bạn và những người xung quanh. Bên cạnh đó, tránh tụ tập cũng như hạn chế đứng gần những chỗ đông người khi không thực sự cần thiết. Tự khử trùng chỗ ngồi trên máy bay. Thường sau các chuyến bay sẽ có nhân viên dọn dẹp khoang hành khách, tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh trong mùa dịch, bạn nên tự chuẩn bị khăn lau khử trùng để vệ sinh xung quanh chỗ ngồi trên máy bay của mình. Lưu ý một số điểm bạn có thể chạm vào như chỗ để tay, tựa đầu, khóa dây an toàn, nút bấm, màn hình. Cách tự khử trùng chỗ ngồi trên máy bay khá đơn giản, hoặc bạn có thể sử dụng khăn khử trùng hoặc là sử dụng xịt sát khuẩn cồn 70 độ. Không dùng khăn ướt thông thường để lau vì có thể khiến vi khuẩn lan ra nhiều hơn. Cuối cùng, hoàn tất công việc lau dọn bằng việc rửa tay khô và không chạm tay lên mặt. Ngoài ra, theo một số nghiên cứu từ Đại học Emory, Hoa Kỳ, chỗ ngồi cạnh cửa sổ thường ít tiếp xúc với những người nhiễm bệnh và là nơi an toàn nhất trên máy bay. Nếu được, hãy lựa chọn chỗ ngồi này và cố gắng hạn chế đi lại trong suốt quá trình bay. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị thông tin xoay quanh chủ đề bệnh u tuyến thượng thận và những lưu ý. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.